Em xin chào tất cả các anh cần thủ quay trở lại video hôm nay, video số 204 của kênh em. Và video này là video thứ hai trong ngày nha các anh, ngày 13 tháng 9 ạ. Và hôm nay thì em có cho các anh một lô cần, ba cây cần tây dạng lóng ngắn và những cây cần hai khúc hay chi cho các anh câu bè nha các anh, câu bè mình ngồi thuyền câu. Và những cây cần hai khúc, ba khúc, độ cứng cao, độ cứng vừa cho tới độ cứng cao nha các anh, thích hợp cho các anh câu đơn, ngâm lăng xê, và những cây độ cứng cao cho các anh câu biển đều được ạ. Này thì lô hôm nay em lên chủ yếu cần carbon nha các anh, có những cây hai khúc hai ngọn này rất là tiện lợi cho mình, và có một cây ba khúc hai khúc ba ngọn nha các anh, hai khúc ba ngọn hôm nay em để giá sale tốt cho mình. Và giá bên em báo là chưa bao gồm phí ship đối với mỗi đơn còn là 40.000 một đơn nha các anh đặt hàng thanh toán trước cho bên em hoặc đặt từ hai sản phẩm trở lên thì em sẽ bao phí ship cho mình ạ. Và em xin phép lên cây cần đầu tiên. Cần đầu tiên cần có độ dài là 3m6 nha các anh, cần tay lóng ngắn 3m6, có tổng cộng là 8 lóng. Và cái này hàng Korea xuất Nhật ạ. Tay cầm đây, nước sơn màu xám nha các anh, xám nhám cho mình, còn tương đối tốt. Và nước sơn phôi là màu đỏ nha các anh, xoắn toàn thân, dạng xoắn chìm ạ, xoắn chìm toàn thân nha các anh. Chất liệu cần là carbon và ngọn cần là ngọn 0.8 ly, 0.8 ly nha các anh. Đây, trừ lóng ngọn ra là carbon xoắn cho mình, rất đẹp nha các anh. Đây, mời các anh xem. Cái này độ nảy tốt nha các anh. Và độ cứng của cần khoảng tầm là 3H 3 đến 3.5. Thích hợp cho các anh vẫy rô vẫy giết, mình câu cá suối cá mương, săn chép thoải mái nha các anh. Đây, trọng lượng là 100g, mã số 1 giá cần là 500 nha các anh. Cần mã số 1 giá 500 ạ. Cần tay 3m6. Và em xin phép đo thu gọn. Cái này thu gọn là 54cm nha các anh, tính cả nắp chụp thì khoảng tầm 56-57cm cho mình. Mã số 1 giá 500. Tiếp theo mã số 2. Đây, cái này dòng 2 carbon nha các anh, độ dài cần là 4m5. Này, tem vàng xuất Nhật đầy đủ cho mình ạ. Này, mời các anh xem hạn kinh nha các anh, hạn kinh. Và nước sơn hai màu, màu xanh và màu xám đây. Phôi carbon xoắn nha các anh, xoắn chìm. Và ngọn cần là ngọn 0.7 ly. Đây, mời các anh xem mặt ngọn 0.7 ly nha các anh. Thì trừ lóng ngọn ra là carbon xoắn cho mình, xoắn dạng xoắn nổi nha các anh. Và đây là xoắn chìm. Đây. Và cái này độ cứng của cần khoảng tầm là 2.5 đến 3H nha các anh. Độ này tốt ạ, ra cần tương đối thẳng. Đây, ra cần tương đối thẳng nha các anh. Mình vẫy rô vẫy giết đây, săn chép nha các anh. Và cái này trọng lượng là 124g, mã cần số 2, giá là 600. Số 2 nha các anh, giá 600 ạ. Ngoại hình còn tương đối tốt. Và thu gọn. Nè. Thu gọn là 54cm nha các anh, 54cm cho mình. Tính cả nắp chụp thì khoảng tầm 56-57. Tiếp theo là mã số 3, dòng Vertex Super Carbon. Cái này độ dài là 4m5 nha các anh, nước sơn hai màu, màu cam, màu trắng nha các anh. Đây, phôi carbon xoắn toàn thân đây, rất đẹp nha các anh, xoắn dạng xoắn nổi cho mình luôn. Tay cầm cái này nước sơn còn rất tốt nha các anh, mới toanh. Đây, một miếng chóc sơn thôi, không ảnh hưởng đến phôi nha các anh, không có bị dập hay nứt. Và cái này ngọn cần là ngọn 0.7 ly. Đây, mời các anh xem ngọn 0.7 ly nha các anh, và trừ lóng ngọn ra là phôi carbon xoắn ạ. Nước sơn rất đẹp nha các anh, nước sơn cây này rất tuyệt luôn, xoắn nổi toàn thân luôn. Đây, ra cần tương đối thẳng nha các anh, cần rất đẹp, ngoại hình tốt trên 90% cho mình. Này, rất là đẹp nha các anh, cây này. Và độ cứng khoảng tầm là 3 đến 3.5, 3 đến 3.5 nha các anh. Đây, lóng gốc thì nó có hơi xây xước vài điểm. Và cần có trọng lượng là 140g, mã cần số 3, giá là 600 nha các anh. Cần mã số 3 giá 600 ạ. Cần tay lóng ngắn, thu gọn dưới 60cm, tầm 54-55 nha các anh. Đây, một vết chóc sơn thôi, không có dập phôi nha các anh. Đây, cây này ngoại hình rất tốt, mã số 3 giá là 600. Tiếp theo mã số 4 là cần hai khúc của hãng Suzumi. Đây, Suzumi nha các anh, thích hợp cho các anh cô bè. Đây, độ dài cần là 2m1, độ cứng là từ 8 đến 15. Suzumi nha các anh. Và bắt máy là bát Fuji F6, bát xếp. Này, nước sơn
màu xanh rêu nha các anh. Xoắn đây, xoắn chìm cho mình, carbon nha các anh, chất liệu carbon, tem vàng đầy đủ. Và mời các anh xem dàn khuyên. Dàn khuyên còn rất là sấy nha các anh. Khuyên là khuyên Fuji xứ xám, ngọn cân là ngọn 0.5 ly. Và cái này trọng lượng là 115 g. Đây độ dịu của nó đây, độ dịu đây nha các anh, 115 g, mã số 4, giá cần là 600. Mã số 4 nha các anh, giá 600 ạ. Tiếp theo mã số 5, cần 2 khúc, cần có độ dài là 1m8 nha các anh, 1m8, và độ cứng khoảng tầm là 5. Cái này ngọn cân là ngọn 0.8 ly nha các anh. Đây, ngọn 0.8 ly cho mình. Khuyên là khuyên Fuji xứ trắng nha các anh. Fuji xứ trắng, và những ba cái khuyên này là khuyên zin của nó nha các anh. Đây, ba khuyên chơi là khuyên zin, không phải là bị rơi xứ. Dàn khuyên Fuji xứ trắng. Và bát máy là bát Fuji F6, bát xếp nha các anh. Tay cầm nước sơn còn tương đối tốt. Cái này trọng lượng là 125 g, mã số 5, giá là 280. Mã số 5 nha các anh, giá 280. Tiếp theo là mã số 6, cần 2 khúc, cần có độ dài là 1m8 nha các anh, của hãng Olympic. Và cái này độ cứng khoảng tầm là 10. Ngọn cân là ngọn 1.6 ly. Và dàn khuyên là khuyên hải nha các anh, khuyên xứ trắng ạ. Đây, dàn khuyên hải. Nước sơn cây này là dạng màu nâu. Chất liệu là fit nha các anh. Bát máy là bát chính hãng Olympic, dạng bát vặn. Tay cầm nước sơn màu đen, nước sơn còn tốt nha các anh. Dàn khuyên quấn chỉ rất chắc chắn cho mình. Cái này trọng lượng là 208 g, mã số 6, giá 330. Mã số 6 nha các anh, giá 330. Tiếp theo là mã số 7, cần 2 khúc, cần của hãng Daiwa. Daiwa dòng Kenzaki, độ dài cần là 1m8, độ cứng 80 nha các anh, thích hợp cho các anh câu biển. Đây, mình ngồi thuyền, câu biển thích hợp nha các anh. Độ cứng cao, cái này chất liệu là fib ạ. Và thông số đây, 2 khúc nha các anh, mỗi khúc là 96 cm. Bát máy là bát Fuji chữ vàng, dạng bát vặn. Tay cầm đây, có in chữ nổi Daiwa nha các anh. Chỗ này thì nó bị dính keo thôi, canh về vệ sinh thêm giúp em. Và dàn khuyên của cần là khuyên Fuji xứ xám. Này, chân khuyên nó có bị muối ăn li ti nha các anh về mình đánh bóng giúp em. Đây, vệ sinh dàn chân khuyên giúp em nha. Này, nó không ảnh hưởng đến xứ bên trong cho mình. Và cái này ngọn là ngọn 3.7 ly, trọng lượng là 385 g, mã số 7, giá 550 nha các anh. Đây, mời các anh xem độ cứng 80 đây. Này, mã số 7, giá là 550. Tiếp theo là mã số 8 nha các anh. Mã số 8, đây, cần 2 khúc 2 ngọn. Cái này của hãng Daiwa và độ dài là 1m8 nha các anh. Độ cứng một ngọn khoảng tầm là 15-20 và một ngọn khoảng tầm là 30-50 nha các anh. Ngọn cân một ngọn là 1.5 và một ngọn là 3.4 ạ. Dàn khuyên là khuyên Fuji xứ xám nha các anh. Dạng ngọn đặt ngọn thép cho mình. Nước sơn là màu nâu nha các anh. Bát máy là bát Fuji FS6 bát xếp. Đây, em mở canh xem ạ. Tay cầm, nước sơn màu đen. Bát quấn chỉ còn rất chắc chắn nha các anh. Và cái này trọng lượng là 235 g, mã số 8, giá cần là 350. Mã số 8 nha các anh, giá 350, cần 2 khúc 2 ngọn. Và tiếp theo là mã số 9, cần 2 khúc nha các anh. 2 khúc, và cây này độ dài cần là 2m4. Độ dài là 2m3 nha các anh. Đây, cây này độ dài 2m3. Và độ cứng của cần khoảng tầm là 50 ạ. Cây này cứng tầm 50. Đầu bu rồng rọc nha các anh. Và dàn khuyên, khuyên là khuyên hãng, khuyên xứ trắng cho mình ạ. Nước sơn cần là dạng màu nâu nha các anh, không phải màu đen. Bát máy là bát Fuji F7 chữ vàng nha các anh, bát xếp. Tay cầm quấn chỉ cực kỳ chắc tay cho mình. Và trọng lượng của cần là 260 g, mã số 9, giá 380. Mã số 9 nha các anh, giá 380 ạ. Cần 2 khúc, độ cứng 50 cho mình. Tiếp theo mã số 9 là một mã số 10 là một cây cần 2 khúc 2 ngọn nha các anh. Này, 2 khúc 2 ngọn của hãng Alpha Tucker dòng Power, độ dài cần là 1m8 và cái này là hàng Korea xuất Nhật nha các anh, made in Korea. Này, bát máy là bát Fuji, bát vặn nha các anh. Còn của hãng Daiwa, xin lỗi, Alpha Tucker, tay cầm là dạng cán mút ạ.
và độ cứng của một ngọn là từ 60 đến 100, còn một ngọn là từ 100 đến 150, thích hợp cho các anh đi câu biển. Đây, câu biển nha các anh, dàn khuyên là khuyên Fuji sứ đen. Đây, dàn khuyên Fuji sứ đen ạ. Ngoại hình còn tương đối nha các anh, cây này câu biển rất tuyệt ạ. Và mã số là số 10, trọng lượng 323 g, giá là 900. Mã số 10 nha các anh, giá 900 ạ. Tiếp theo là mã số 11, cần 3 khúc nha các anh, cần quạng Suyumi. Đây, dòng holder bone. Và cần có độ dài là 3m nha các anh. Đây, độ dài 3m và độ cứng khoảng tầm là 30. Đây, phía trên này nó có bị chóc sơn vài chỗ nha các anh. Cây này xoắn hai da cho mình đây. Xoắn hai da nha các anh. Rất đẹp đây. Mời các anh xem ạ. Dàn khuyên là khuyên Fuji xứ xám. Tem vàng đầy đủ nha các anh. Và bát máy là bát hãng, dạng bát vặn cho mình. Nước sơn còn tương đối tốt ạ. Đây, mời các anh xem. Nước sơn rất đẹp nha các anh. Trọng lượng của cần là 417 g, mã số 11, giá là 750. Cần mã số 11 nha các anh, giá là 750 ạ. Tiếp theo là mã số 12, cần 3 khúc của hãng Ryobi. Độ dài cần là 3m3 nha các anh, chất liệu là carbon ạ. Và cái này độ cứng khoảng tầm là 30. Đây, cứng tầm 30 cho mình. Dàn khuyên đây, mời các anh xem, khuyên cái đây là khuyên Fuji xứ xám nha các anh. Cái này ngọn cần là ngọn 1 ly. Đây, ngọn 1 ly cho mình, cứng tầm 30 nha các anh, chất liệu carbon. Nước sơn màu trắng. Màu trắng đây, quấn chỉ quay keo màu xanh nha các anh, còn rất chắc chắn. Bát máy là bát Fuji chữ vàng, dạng bát vặn ạ. Và tay cầm đây, mời các anh xem. Đây, khúc này nó có làm nhám, mình cầm rút ra nó dễ hơn nha các anh. Và cần có trọng lượng là 313 g, mã số 12, giá cần là 800. Cần mã số 12, giá 800 ạ. Tiếp theo là mã số 13, cần 2 khúc nha các anh. 2 khúc, cần có độ dài là 2m7 và độ cứng 120, thích hợp cho các anh đánh biển. Cái này của hãng Suyumi ạ. Suyumi nha các anh, nước sơn hai màu, màu tím và màu trắng. Dàn khuyên được quấn chỉ và quay keo cực kỳ chắc chắn nha các anh, còn rất là đẹp luôn. Và ngọn cần là ngọn 2.2 ly. Đây, độ cứng 120 nha các anh. Rất là cứng cho mình đây. Thích hợp cho mình câu biển. Dàn khuyên là khuyên Fuji xứ đen. Và bát máy là bát chính hãng nha các anh, bát vặn. Tay cầm dạng cán dệt ạ. Cán dệt nha các anh. Này. Chất liệu carbon cho mình ạ. Nước sơn cũng còn tương đối nha các anh, vài điểm chóc sơn đây, xây xước dưới đây đây. Này, mời các anh xem. Thì giá em đã để theo tình trạng cần cho mình nha các anh. Và cái này trọng lượng là 370 g, mã số 13, giá cần là 700. Mã số 13 nha các anh, giá 700 ạ. Tiếp theo là mã số 14, cần 2 khúc. Cần 2 khúc của hãng Daiwa nha các anh. Cái này dòng Kenzaki, độ dài cần là 2m7 và độ cứng là 50 ạ. Chất liệu carbon nha các anh. Đây, carbon xoắn toàn thân đây, mời các anh xem. Xoắn nổi luôn nha các anh. Cái này rất đẹp. Thì ngoại hình nó có xây xước nhẹ một tí thôi. Này, có xây xước theo năm tháng nha các anh. Còn phôi rất tốt, phôi rất dày. Đây, cứng 50 nha các anh. Và ngọn cần là ngọn 2.8 ly. Cái này ngọn 2.8 ly nha các anh. Dàn khuyên là khuyên Fuji xứ xám. Fuji xứ xám nha các anh, có phát quang. Này, có phát quang cho mình. Bát máy là bát Fuji chữ vàng. Bát vặn nha các anh. Tay cầm cán bần. Đây, cán gỗ. Nước sơn rất đẹp. Trọng lượng của cần là 407 g, mã số 14, giá là 850. Mã 14 nha các anh, giá 850 ạ. Daiwa Kenzaki. Tiếp theo là mã số 15, cần 2 khúc, thích hợp cho các anh đánh bỉ nha các anh, của hãng NFT, hàng nội địa. Cái này chất liệu là fib cho mình ạ. Chất liệu fib nha các anh, rất là dày, phôi cực kỳ dày. Đây, hàng NFT, nội địa Nhật nha các anh. 2m4 và độ cứng khoảng tầm là 150 đến 200 nha các anh. 150 đến 200, đầu bu rồng rọc xoay 360 độ. Và dàn khuyên là khuyên rồng rọc luôn nha các anh, dàn khuyên rồng rọc chính hãng. Dàn khuyên được quấn chỉ cực kỳ chắc chắn. Và bát máy là bát Fuji ship nha các anh. Bát xếp ạ. Đây, nước sơn là màu xanh rêu cho mình. Quấn chỉ màu xanh luôn nha các anh. Cái này trọng lượng của cần là 620 g, mã số 15,
giá 800. Mã 15 nha các anh, giá 800 ạ. Còn hai khúc thích hợp cho các anh câu biển. Và tiếp theo là mã số 16 nha các anh, một cây cần hai khúc của hãng Ryobi. Ryobi, độ dài cần là 2m4 và độ cứng 200 nha các anh. Cây này hàng Malaysia xuất Nhật ạ. Em mời các anh xem, nước sơn là dạng màu nâu cho mình. Dàn khuyên thích hợp cho các anh câu biển, đánh biển hạng nặng nha các anh. Và ngọn cần là ngọn 4.5 ly. Đây, độ cứng 200 nha các anh. Các anh có thể nhấc tỉnh con cá lên luôn. Đây, độ cứng 200. Dàn khuyên là Fuji, loại xứ xám. Và bát máy là bát Fuji, bát vặn nha các anh. 2m4 cứng 200, rất tuyệt cây này. Này, bộ, dây bộ đầy đủ nha các anh, khuyên bộ đầy đủ. Nước sơn thì cũng còn tương đối. Và còn có trọng lượng là 590g, mã số 16. Mã 16 nha các anh. Và giá cần là giá 1.4 triệu nha các anh, 1.400.000, chất liệu carbon cho mình ạ. Mã số 16, giá 1.400.000. Và tiếp theo mã số 17 là một cây cần hai khúc hai ngọn nha các anh. Dàn khuyên phát quang đây, cực kỳ đẹp, sáng bóng luôn. Hai khúc hai ngọn. Này, cái hãng nó hơi mờ một tí nha các anh. Và cây này độ dài cần là 2m4. Đây, hãng NFT, hàng nội địa nha các anh. NFT. Và độ cứng của cần là 30 ạ. Độ cứng 30 đến 60 nha các anh. Một ngọn 30, một ngọn 60. Đây, hai ngọn. Và ngọn cần một ngọn là 2m1 và một ngọn là 2m4 ạ. Dàn khuyên là khuyên Fuji xứ xám nha các anh. Fuji xứ xám có hỗ trợ phát quang đây cho mình câu ban đêm thấy cần. Cái này ngọn cần là ngọn đặc nha các anh, dạng ngọn đặc, ngọn thép. Và phôi là phôi carbon xoắn toàn thân đây. Xoắn toàn thân luôn nha các anh, rất đẹp. Quấn chỉ tay cầm dài cho mình luôn, cầm cực kỳ chắc tay nha các anh. Và bát máy là bát Fuji chữ vàng, dạng bát vặn. Cái này trọng lượng của cần là 360g, mã số là 17 nha các anh. Giá cần là 900, mã số 17, giá 900 ạ. Tiếp theo là mã số 18. Cần 3 khúc nha các anh. 3 khúc đây. Cái này của hãng Kaisun và hàng China xuất Nhật nha các anh. Mã code đầy đủ cho mình. Mã code tem vàng đầy đủ. Và cái này độ dài cần là 3m3, độ cứng 50 ạ. Cứng 50 nha các anh. Dàn khuyên là khuyên 3 chân. Khuyên 3 chân hết, khuyên Fuji xứ xám hết nha các anh. Fuji xứ xám hết ạ. Cần của hãng Shimano. Bát là bát Fuji. Bát Fuji dạng bát vặn nha các anh. Cây này nước sơn màu đỏ rất đẹp đây. Này, Shimano bản China xuất Nhật nha các anh. Này, rất đẹp cây này cho mình. Thì ngoại hình hơi dính bụi bẩn một tí thôi nha các anh. Về hàng về chưa kịp vệ sinh kỹ hơn. Và cái này trọng lượng của cần là 248g. Ngọn là ngọn 1.8 ly nha các anh. Mã số 18, giá cần là 1.100.000. Mã số 18 ạ, giá 1.100.000 cho mình. Tiếp theo là mã số 19 nha các anh. Mã 19 cần 2 khúc. Cần của hãng Dico và độ dài là 2m4 nha các anh. Độ dài 2m4. Cái này độ cứng khoảng tầm là 30 đến 50 và chất liệu cần là carbon ạ. Đây. Cứng 30 đến 50 nha các anh. Ngọn cần là ngọn 2.4 ly và khuyên cái là khuyên chân quỳ. Khuyên chân quỳ, khuyên Fuji xứ xám nha các anh. Này. Nước sơn dạng màu cam, màu cam xoắn toàn thân đây, xoắn rất đẹp nha các anh, xoắn chìm cho mình. Bắt máy là bắt hãng, bắt vặn ạ, dạng bắt vặn, tay cầm cán mút nha các anh. Và cái này trọng lượng là 290g, mã số 19, giá cần là 700. Mã số 19 nha các anh, giá 700 ạ. Tiếp theo là mã số 20, cần 2 khúc, cần của hãng Daiwa. Độ dài là 2m7 và cái này độ cứng 30 nha các anh, hàng Korea xuất Nhật. Corea xuất Nhập, chất liệu fit cho mình. Để mở canh xem độ cứng 30. Này, cứng 30 nha các anh. Ngọn cần là ngọn 2.6 ly. Và dàn khuyên là khuyên Fuji xứ xám ạ. Khuyên Fuji loại xứ xám nha các anh. Này, bát máy là bát Fuji chữ vàng, bát vặn. Tay cầm có in chữ nổi đai quay nha các anh. Cái này nước sơn là màu nâu đây, màu nâu rất đẹp. Này, rất sáng nha các anh, còn sáng. Và trọng lượng là 380g, mã số 20, giá cần là 600. Mã số 20 nha các anh, giá 600 ạ. Tiếp theo là mã số 21, cần 3 khúc nha các anh. 3 khúc.
Cái này độ dài cần là 3m và độ cứng là 60. Độ cứng 60 dòng Metafixing. Và cái này là hàng nội địa Nhật nha các anh, made in Japan. Độ cứng một ngọn, độ cứng là từ 40 đến 60 ạ. Độ cứng 40 đến 60 cho mình. Này. Em mời các anh xem. Ba khúc nha các anh, và cái này nước sơn là màu xanh rêu. Phôi là phôi carbon xoắn toàn thân nha các anh, dạng xoắn chìm. Bát máy là bát Fuji, chữ vàng, dạng bát vặn. Và tay cầm cán mút nha các anh, cầm rất chắc tay, chất liệu carbon ạ. Dàn khuyên là khuyên Fuji. Khuyên ba chân nha các anh, dàn khuyên xích. Đây dàn khuyên xích cho mình, sáng bóng nha các anh. Ở đây thì nó có bị rơi một khuyên đây, thì em cũng đã để giá theo tình trạng cho mình nha các anh. Đây, rơi một khuyên. Đây, cái này em bán về cho các anh lên khuyên lại, gắn lại khuyên này nha các anh. Và cái này ngọn cần là ngọn 3.4 ly. Ngọn 3.4 ly nha các anh, độ cứng 40 đến 60. Và cần có trọng lượng là 370 g, mã số là 21. Và giá cần là 900, mã 21 nha các anh, giá 900 ạ. Tiếp theo là mã số 22, cần 2 khúc 2 ngọn. Và cái này độ dài là 2m4, độ cứng 50 nha các anh, hàng China xuất Nhật. Này, nước sơn đây cũng còn tương đối nha các anh. Ngọn là dạng ngọn đặt, ngọn thép, hai ngọn cho mình rất tiện lợi ạ. Và một ngọn là 1.2 ly, còn một ngọn là 1.3 ly nha các anh. Độ cứng thì nó cũng tương đương nhau, khoảng tầm là 20-25 và 25-30 nha các anh. Dạng khuyên của cần là khuyên Fuji loại sứ xám, dạng ngọn đặt, ngọn thép, đây phôi carbon xoắn nha các anh, xoắn toàn thân. Đây dưới đây thì có làm nhám cho mình cầm chắc tay hơn. Độ cứng là từ 30 đến 50 nha các anh. Tay cầm là cán mút cho mình, và bát là bát Fuji, bát vặn. Cái này trọng lượng của cần là 336 g, mã số 22, giá cần là 850, mã số 22 nha các anh, giá 850 ạ. Tiếp theo là mã số 23, cây cần 2 khúc 3 ngọn nha các anh, siêu tiện cho mình đây, dòng Specialist, hãng đây nha các anh, hãng đây, độ dài còn 2m4, và cây này là hàng Korea xuất Nhật nha các anh. Bát máy là bát Fuji chữ vàng, dạng bát vặn. Cây này độ mới cao, trên 90% cho mình. Đây, tay cầm đây, mời các anh xem. Xoắn 2 da nha các anh. Xoắn 2 da. Và độ cứng, một ngọn từ 30 đến 50, một ngọn từ 50 đến 80, và ngọn cuối là từ 80 đến 120. Mình câu từ cảm giác cho tới câu biển đều được nha các anh. Rất tiện lợi cây này. Ba ngọn, mình muốn câu cảm giác hay là câu bạo lực đều được. Dạng ngọn đặt, ngọn thép hết nha các anh. Và một ngọn là 0.6 ly, một ngọn 0.9 và một ngọn là 1 ly ạ. Dàn khuyên là khuyên Fuji sứ xám hết nha các anh. Cái này trọng lượng là 420 g, mã số 23, giá cần là, giá gốc là 1.2 triệu nha các anh. Nay em để giá sale cho mình 1.1 triệu em bao ship. Đây thì hôm nay còn được một cây duy nhất, hôm bữa em đã lên clip rồi, thì hôm nay em còn một cây duy nhất, em lên thanh lý nhanh 1.1 triệu em bao ship ạ. 2 khúc 3 ngọn nha các anh. Tiếp theo là mã số 24. Mã số 24 cần 2 khúc, độ dài cần là 2m7 và cái này độ cứng 30 nha các anh, hàng China xuất Nhật. Đây, độ cứng 30. Và ngọn cần là ngọn 1.9 ly ạ. Ngọn 1.9 ly nha các anh, dàn khuyên là khuyên Fuji sứ xám. Ngoại hình thì có chày xước theo năm tháng nha các anh, vài vết chày xước thôi. Bát máy là bát hãng, dạng bát hãng, bát vặn nha các anh. Tay cầm đây còn tương đối tốt, còn khoảng Suzumi. Tay cầm nước sơn còn đẹp nha các anh. Dạng khuyên Fuji sứ xám. Và cái này trọng lượng là 380 g, mã số 24, giá cần là 800, mã số 24 nha các anh, giá 800 ạ. Tiếp theo là mã số 25, một cây cần của hãng Daiwa, dòng Ultra Kenzaki. Cái này dành cho các anh câu biển hạng nặng nha các anh, câu biển hạng nặng luôn. Độ dài là 2m7 và độ cứng cái này khoảng tầm là 280 đến 300 nha các anh. Độ cứng cực kỳ cao. Ngọn là ngọn lớn, ngọn 5.6 ly. Và dàn khuyên, khuyên cái là khuyên chân quỳ. Và dàn khuyên này, khuyên Fuji sứ xám hết nha các anh. Dàn khuyên thích hợp cho các anh câu biển, câu biển hạng nặng.
Rất tuyệt cây này nha các anh, độ cứng cao ạ. Chất liệu là fib, phôi cực kỳ dày luôn nha các anh. Bát là bát chính hãng Daiwa, dạng bát vặn. Tay cầm dưới này thì có quấn chỉ, dây buộc bảo hiểm đầy đủ. Và chỗ này thì nó bị chóc lớp sơn màu đen nha các anh. Lớp sơn rất là mỏng thôi, mình về có thể sơn lại. Này, nước sơn thì cũng còn tương đối cho mình. Hàng bãi thì không tránh khỏi xây xước được nha các anh. Và cái này trọng lượng của cần là 972g, mã số 25, giá cần là 1 triệu nha các anh. Mã số 25, giá 1 triệu ạ. Và tiếp theo là mã số 26. 26, cái này là dòng Specialist, hãng Power Big nha các anh. Độ dài cần 2m7, cần 2 khúc 2 ngọn. Rất tiện lợi cho mình ạ. Này, 2m7 nha các anh. Sunway ạ. Bát máy là bát Fuji chữ vàng, dạng bát vặn. Tay cầm đây mời các anh xem. Này, nó xoắn dạng caro nha các anh, xoắn caro, 2 khúc 2 ngọn. Tem vàng đầy đủ nha các anh. Và cây này một ngọn cứng là từ 40 đến 60 và một ngọn từ 80 đến 120. Câu vừa và bạo lực hơn nha các anh. Này, dàn khuyên là khuyên Fuji xứ xám ạ. Khuyên cái đây, khuyên Fuji xứ xám nha các anh. Dạng ngọn là ngọn đặc, ngọn thép. Và ngọn cần một ngọn là 1.3 và một ngọn là 1.9 ly. Này, hai ngọn nha các anh, siêu tiện lợi. Cái này mã số là 26, trọng lượng 364g nha các anh. 364g, mã 26. Hôm nay cây này em cũng để giá siêu cho mình. Mã 26 giá là 950 nha các anh. Mã 26 ạ, giá 950. Tiếp theo là mã số 27. Cần 2 khúc Navigator nha các anh. Độ dài cần là 3m. Và đây mời các anh xem. Cây này độ cứng khoảng tầm là 50 đến 80. Này, 50 đến 80 cho mình ạ. Ngọn cần là ngọn 3.6 ly nha các anh. Và dàn khuyên là khuyên Fuji, loại sứ xám, có hỗ trợ phát quang ạ. Khuyên cái đây. Bây giờ khuyên cái đây nha các anh. Này, giờ để lâu nên là nó bị bung lớp keo quấn chỉ thôi, không có vấn đề gì hết nha các anh, mình về có thể quay keo lại. Phôi là phôi carbon xoắn toàn thân. Xoắn toàn thân cho mình luôn nha các anh, tem vàng đầy đủ. Và bát máy là bát Fuji chữ vàng, bát vặn. Này. Tay cầm đây, kim loại nha các anh. Nó bọc kim loại. Cầm rất là mát. Này. Chất liệu carbon ạ. Và cái này trọng lượng là 460g, mã số 27, giá còn là 850. Mã số 27 nha các anh, giá 850, Navigator, 3m ạ. Tiếp theo là mã số 28 nha các anh. 28, Navigator, cái này là 7 2m4. Và độ cứng cái này cũng thấp hơn, cứng khoảng là tầm 30-50 thôi. 30-50, phôi carbon xoắn toàn thân hết nha các anh. Và dàn khuyên của cần là khuyên Fuji, loại sứ xám. Bát máy là bát Fuji D24, chữ vàng nha các anh, bát vặn. Tay cầm thì này, bọc da, cầm rất chắc tay nha các anh, xoắn toàn thân. Và chỗ này có làm nhám, mình cầm rút khúc này ra dễ hơn. Này, khuyên Fuji xứ xám cho mình. Và cần có trọng lượng là 320g, mã số 28, giá cần là 750. Mã số 28 nha các anh, giá 750 ạ. Tiếp theo là mã số 29. Cái này thích hợp cho các anh câu biển nha các anh. Câu biển hạng nặng luôn ạ. Này, thì nó bị chinh chiến lâu năm nên là nó có hơi mờ cái thông số nha các anh. Và tên này nó còn rất là mờ, không đọc được nha các anh. Và cái này độ dài là 2m4. Độ cứng cao nha các anh. Cứng tầm 250 đến là 300 cho mình. Ngọn lớn, ngọn 5.1 ly. Và dàn khuyên là khuyên chân quỳ hết nha các anh. Khuyên chân quỳ, lõi khuyên Fuji, loại sứ xám, có hỗ trợ phát quang. Này, bên ngoài chân khuyên thì nó có bị muối ăn li ti nha các anh. Các anh về vệ sinh giúp em. Còn sứ bên trong vẫn còn sáng. Và bát máy là bát Fuji chữ vàng, dạng bát vặn nha các anh. Thích hợp cho các anh câu biển đây. Này, tay cầm cán gỗ. Nó hơi chóc màu nước sơn nha các anh, do chinh chiến lâu. Cái này chất liệu carbon cho mình ạ. Đây, của hãng Daiwa nha các anh. Daiwa. Và cần có trọng lượng là 625g, mã số là 29, giá cần là 900 nha các anh. Hôm nay em để giá cực kỳ tốt cho mình về câu trải nghiệm nha các anh. Đây, câu trải nghiệm những dòng mới.
mã số 29, giá cần là 900. Và tiếp theo, cuối cùng là mã số 30, cần 2 khúc, độ dài 2m7 và độ cứng là 200 nha các anh. Cây này độ cứng 200. Đây, dòng Black Hound. Tay cầm cán mút nha các anh. Cán mút cầm cực kỳ chắc tay luôn ạ. Và dàn khuyên cũng là khuyên trung quỳ nha các anh. Khuyên Fuji. Đây, khuyên trung quỳ cho mình câu biển, thích hợp câu biển. Và bát là bát hãng, dạng bát vặn ạ. Cái này cũng xoắn toàn thân nha các anh. Nước sơn là dạng màu đỏ, màu đỏ hồng. Này, xoắn toàn thân. Khuyên cái đây ạ. Khuyên là khuyên hãng nha các anh. Dạng khuyên trung quỳ, khuyên hãng. Đầu bu rồng rọc cho mình. Và cái này ngọn cần là ngọn 3.3 ly nha các anh. 3.3 ly. Đây, xoắn toàn thân dạng xoắn chìm ạ. Và trọng lượng là 420g, mã số 30, giá cần là 1 triệu nha các anh. Mã số 30, giá 1 triệu ạ. Các anh đặt hàng vui lòng liên hệ số điện thoại em có ghim trên màn hình hoặc là kết bạn Zalo với em nha các anh. Em sẽ gửi chi tiết hơn cho mình. Và em cảm ơn các anh đã xem hết video của em. Ủng hộ em một lượt like, một lượt đăng ký kênh nha các anh. Và đừng quên bật chuông thông báo để không bỏ lỡ video mới của em ạ. Ngày mai em sẽ lên cho mình một lô máy nha các anh. Các anh nhớ bật chuông để đón xem. Chúc các anh đi câu may mắn.